chào các bạn, đăng ký kênh nhanh nhé và nhấn vào quả chuông ạ để cập nhật các clip mới nhất của Abon nha các bạn. Rồi, chào các bạn, sáng ngày 9 tháng 1 tại cửa hàng Abon, anh Huy có vài việc để làm với vấn đề hàng hóa đây. Ngày hôm qua thì anh Huy và chị Thư về nhà rất là trễ do phải nhập hàng rồi chỉnh hàng cho mùa Tết. Và anh Huy có đăng một cái clip thì các bạn hỏi anh Huy là tại sao đăng trễ vậy. Thì đăng trễ cho các bạn biết là anh Huy về nhà rất là trễ ha. Cái đơn hàng này là của chị Hằng nha các bạn nhé. Chị Hằng ở, anh Huy nhớ coi cái đường của chị là Gò Vấp thì phải. Gò Vấp, ở quận Gò Vấp nha, giao gói 4 tiếng ha. 4 tiếng là sẽ giao trước 1 giờ rưỡi nha các bạn nhé. Chị đặt hai cái bộ dây vô ha, nhưng mà trong cái bịch này xấu quá cho nên là anh Phi chỉnh lại chút xíu nha các bạn nhé. Dây vô thì dây này thuộc hàng dây chơi được, chất lượng trung bình. Các bạn chơi những cái hàng dây hãng thì nó sẽ mắc hơn rất là nhiều. Cái bộ dây như vậy nè các bạn, 10 dây nó cũng chỉ có 20k thôi ha. Giá đó là giá trước mùa Tết nha các bạn, tại hàng này anh lấy trước mùa Tết, còn trong mùa Tết này giá nó lên như thế nào chưa biết, tại vì cũng còn khoảng 200 dây này ở cửa hàng Abo. Và các cái bộ dây 4 dây các bạn cũng đã từng thấy rồi á, thì anh Phi cũng đang gọi trữ cửa hàng Abon. Và sau khi xong xuôi thì anh Phi sẽ cho vô một cái túi xốp nữa để anh Phi cột lại. Và anh lấy hàng để giao á. Thường khi anh Phi đặt hàng á, tầm khoảng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi sau thì shipper mới ghé lấy. Tại vì cái gói này là cái gói 4 tiếng. Nếu bạn các bạn đi cái gói 1 tiếng thì tầm khoảng 15 phút là shipper ghé lấy. Đi gói 2 tiếng thì 15 phút cho tới nửa tiếng là shipper sẽ ghé lấy nha các bạn nhé. Rồi đây các bạn, cái phí giao nội thành á thì nó tính theo cái đơn hàng nha các bạn, nó không có tính theo cái khối lượng. Cái khối lượng thì có nhưng mà nó phải là 50 50 50, kích thước nó phải lớn á nó mới tính lên một cái khối lượng khác. Còn thường những cái cục nhỏ nhỏ như vậy á thì nó sẽ tính theo khối lượng mà tính theo địa chỉ ha. Cho nên là cái cục này đi Gò Vấp cũng là 33.000, mà cái cục này đi Gò Vấp cũng là 33.000 ha. Cục này thì anh Phi sẽ test đi Tân Phú nha, cũng cái gói 4 tiếng luôn. Và bây giờ xong nè, cái gói hàng của chị Hằng đã xong rồi ha. Do giao nội thành thành phố Hồ Chí Minh cho nên anh Phi không có đóng hộp, cho nên lên là các bạn nhìn là biết hàng mình liền. Có một số bạn mua hàng giao hỏa tốc thì các bạn hỏi anh Huy có được xem hàng hay không. Xem hàng thì dễ lắm, anh Huy sau khi test xong anh Huy cho vô cái túi shop lên nhìn cái biết liền. Và anh Huy thường hay dán thêm cái tờ giấy này phía ngoài nữa, cho nên các bạn nhìn là các bạn biết hàng của các bạn ngay thôi, không có cần phải khui hộp mở hộp để làm gì. Chỉ có hàng mà gửi đi dạng bưu phẩm á, gửi đi qua ngày nhiều ngày á, nó mới được đóng hộp, cho nên lúc đó thì các bạn mới cần khui hộp. Thì ở Abo á, đây là gói 4 tiếng nha các bạn ha, hai đơn 4 tiếng anh Huy đó, ghép anh Huy làm chung. Thì ở Abo anh Huy khuyến cáo các bạn nên kiểm hàng, nên xem hàng cùng với shipper. Xem hàng là gì? Chúng ta sẽ có một cái hộp ngoài đóng. Và thôi cái đó anh Huy để chia sẻ sau đi, anh Huy chia sẻ cái gói 4 tiếng trước đi ha. Hiện nay ở nội thành hoặc là các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, những huyện tương đối gần, tầm khoảng 15 cây số ha cách Abo, thì nó sẽ có những cái dịch vụ giao hàng, chẳng hạn như 1 tiếng là 60 phút, 2 tiếng là 120 phút và 4 tiếng là 240 phút. Nó sẽ có những cái gói giao như vậy, là giao nhanh trong ngày nha các bạn nhé, trong ngày. Còn nếu các bạn hẹn qua ngày cũng được, chẳng hạn như đơn hàng này là đặt hồi tối ngày hôm qua nhưng mà hẹn giao là sáng nay, thì sáng nay anh cũng đặt cái gói giao 4 tiếng là bắt đầu từ 9 giờ mới được đặt hàng, còn 1 tiếng hoặc 2 tiếng thì 8 giờ đặt được rồi ha. Còn cái gói mà 4 tiếng á thì phải từ 9 giờ họ mới cho đặt hàng nhé, để họ ghép đơn giống gì đâu các bạn ha. Rồi thì trên tinh thần là như vậy, các bạn ở nội thành thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn có thể đặt và nhận hàng trong ngày đối với Abo nhé. Thì với những cái món hàng Abo đang bán, với những cái món hàng Abo đang tồn hàng ha. Số Zalo để phục vụ các bạn là 0907902742 hoặc là 0907509342 đều có thể phục vụ các bạn và gửi mẫu hình ảnh cho các bạn. Và nếu các bạn có ý định mua hàng mà để cho con chơi Tết hoặc làm quà Tết thì cố gắng mua từ bây giờ ha. Các bạn đừng chờ tới cận Tết. Chờ tới cận Tết, cái thứ nhất là cái dịch vụ giao nhận nó sẽ kẹt ha, nhất là giao bưu phẩm. Cái thứ hai là hàng hóa ha, khó lựa chọn hơn đó. Cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ cân tính về mặt tài chính nó dễ dàng hơn. Anh Phi đang lắp pin ha. Rồi xong, sau đó anh Phi sẽ lắp cái viên pin vô trong này. Thì thật sự ra viên pin nằm trong này nó đã có rồi, nhưng mà anh Phi sẽ không sử dụng cái viên pin trong này, bởi vì á, cái viên pin theo xe thường á các bạn, nó không có đầy đủ pin để chúng ta test chiếc xe, mà cái viên pin này phải được anh Phi sạc lại. Và anh Phi sẽ lấy cái viên pin sạc lại ra cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, đây là những cái bộ pin sạc lại của anh Phi. Anh Phi đã sạc lại từ 2 tiếng tới 3 tiếng hết cho khách hàng rồi. Thì bây giờ anh Phi sẽ dùng những cái viên pin này để anh Phi test xe ha. Viên pin này là viên pin chưa sạc, anh Phi bỏ qua một bên để hồi anh Phi sạc. Và bây giờ anh Phi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách sạc nhé, hướng dẫn luôn. Viên pin này sạc rồi, viên pin này chưa sạc nè. Chẳng hạn như khi chơi hết pin thì các bạn cắm cái này vào đây ha, nó có cái cáp nè ha. Rồi cái cáp này là cái cáp 4.8V ha. Rồi sau đó các bạn cắm vào ổ điện, nhưng mà cắm vào chỗ nào cho cốc sạc ha. Các bạn có cái cốc sạc Samsung là ok nhất ha. Rồi cắm vào đây và các bạn cắm vào ổ điện, các bạn sạc trong vòng 4 tiếng là viên pin này nó sẽ đầy nhé. Nhưng anh Phi thử cáp thôi, cáp nó sáng đèn lên này các bạn thấy không? Thì trong vòng nửa tiếng cho tới 1 tiếng thì cái đèn này nó sẽ tắt và viên pin nó sẽ ấm dần lên, nó sẽ thể hiện là đang sạc. Và các bạn sạc từ 3 tiếng cho tới 4 tiếng là không sạc qua đêm nhé. Và bây giờ thì em rút cái cáp này ra, tại vì cáp này của xe.
anh Phi sẽ sạc cái này sau nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục thử chiếc xe này nhé. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ mở cái hộp pin ra, ở đây nó sẽ có cái đầu chốt nè, thấy không, nó sẽ gắn với thằng này, nó gọi là cực âm dương đó các bạn ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ gắn cái viên pin vào nè, thấy không, à, đơn giản vậy thôi. Rồi sau đó anh Phi sẽ bỏ gọn cái viên pin, cái chốt pin này vào đây, nó có cái học dài dưới này nè, và để gọn cái viên pin vào, sau đó chúng ta lắp cái nắp pin vào ha. À, bạn con ốc lại nha, bạn con ốc lại. Rồi đây xong, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu test xe nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu test nha các bạn nhé. Bây giờ để test thì dễ dàng thôi, phía bên dưới các bạn sẽ có một cái công tắc on off nè ha. Và bây giờ anh Phi sẽ mở on sản phẩm lên ha. Khi mở on sản phẩm lên thì nó sẽ cảm ứng những cái phía trước các bạn. Đó các bạn thấy không, nó sẽ cảm ứng ở phía trước các bạn, nó có một cái vật gì đó nó cản là nó sẽ biến hình được. Đó đây nè, đó anh Huy đưa vô vách tường không, hoặc tay nè, à, tay các bạn đưa từ ngoài đưa vào nó cũng sẽ biến hình nè, không đưa xuống nó cũng biến hình nè, thấy không, nó vuốt giống như là nó làm theo bàn tay của các bạn vậy đó, không đó đây vuốt xuống nè. Rồi bây giờ anh Phi sẽ mang nó vào bên trong cửa hàng để anh Phi test hết chức năng của chiếc xe này nhé. Giờ tới cửa hàng rồi đây các bạn, đây tay điều khiển anh Phi đã cho pin vào rồi ha. Bây giờ nhấn cái nút chức năng là nó sẽ sáng đèn lên, nhưng mà xe thì chưa on lên ha. Chúng ta rờ ở dưới này nè ha, rờ ở dưới này rồi chúng ta mở on lên nè ha. Xe nó sẽ khởi động, nó có một cái âm thanh ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ biến hình bằng tay thử xem nó ha, vuốt nó vô nè, vuốt nó ra đó, hoặc là đưa nó vô mặt kiến ha, đưa nó vô cái gần gần ở đây nè, nó cũng sẽ biến hình được nha các bạn nha. Đó thấy không, nó gọi là cảm ứng những cái vật xuất hiện trước mặt nó. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ test chạy tới nè, chạy lui nè, tới chút xíu nè, xoay một vòng bên phải nè, xoay một vòng bên trái nè. Ơi nó dướng vô đây rồi các bạn ơi. Rồi à, xoay một vòng bên trái nè, xoay một vòng bên phải nè, xoay một vòng bên trái nè ha. À, rồi tới nè, lùi, rồi xong, tới đây là xong rồi hết các bạn ha. Và bây giờ thì anh Phi sẽ mang nó ra bàn làm việc, đóng hộp trở lại và chờ anh giao nhận tới nhận hàng để đi giao nhé. Rồi bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn nhé.